Hiện nay sau những nỗi lo về nguồn gốc và an toàn vệ sinh thực phẩm, sự xuất hiện tem truy xuất cho thịt heo, trứng và thịt gia cầm đã khiến hành vi tiêu dùng của người dân đã có nhiều thay đổi. Ghi nhận tại khu vực đông đúc nhộn nhịp nhất, các hệ thống siêu thị, quầy thực phẩm cho thấy người dân dành thời gian lựa chọn thực phẩm nhiều hơn và kỹ càng hơn so với trước đây. Bên cạnh giá cả, các loại tem mác về nguồn gốc đều được người dân chú ý kỹ càng. Việc truy xuất nguồn gốc là cách để người tiêu dùng tự mình kiểm chứng nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm, thậm chí kiểm tra được quá trình chăm sóc, sử dụng thực phẩm của sản phẩm mình sử dụng. Trong số các nhà bán lẻ tiên phong tại Việt Nam, Sài Gòn Co-op đã tìm hướng đi độc lập để kiểm soát chất lượng sản phẩm phân phối. Song song với việc phân phối các nhu yếu phẩm đạt chuẩn an toàn và thực phẩm tươi sống đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, đơn vị đã chủ động đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ với trang trại có trên 300 hectare, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Từ tháng 5 năm 2017 đến nay, 4 nhóm thực phẩm hữu cơ mang thương hiệu Co-op Organic tại 7 siêu thị của Sài Gòn Co-op gồm Co-op Mart Lý Thường Kiệt, Cống Quỳnh, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Kiệm, Nguyễn Đình Chiểu, Phú Mỹ Hưng và Co-op Extra Tân Phong đã được nhiều người tiêu dùng đón nhận với các sản phẩm gạo Jasmine, Japonica, dưa leo, bí đao, cà chua, các loại cải, phi lê cá ba sa và tôm sú. Tất cả các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn hữu cơ Mỹ USDA và châu Âu EU, không phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật, không chất kích thích tăng trưởng, không chất bảo quản và không thành phần biến đổi gen. Các sản phẩm hữu cơ mang thương hiệu Co-op Organic giúp người tiêu dùng có thêm nguồn sản phẩm đa dạng hơn trong quyết định lựa chọn thực phẩm an toàn phù hợp với gia đình.